Chúng ta sang hệ thống câu tự chọn nằm trong phần nâng cao. Đó là câu 6B. Ý thứ nhất, cho tam giác ABC vuông tại A, điểm B trừ 30, điểm C 70. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác bằng 2. Tìm tọa độ tâm y của đường tròn nội tiếp tam giác, biết điểm Y có tung độ dương. Đây là một đề thi không dễ nhưng cũng không quá khó. Chỉ cần đòi hỏi các em nhớ kiến thức cơ bản là phổ thông là có thể giải quyết được. Thì có nhiều cách giải quyết, nhưng mà thầy sẽ chọn một cái cách tối ưu nhất nhé. Bây giờ thầy sẽ mô phỏng như sau. Điểm B của các em có tọa độ trừ 30. Đây, B là trừ 30. Thế còn điểm C, C của chúng ta, phải lấy rộng ra một tí để nhìn cho nó thoáng. Đây đây, điểm B của chúng ta là 70. Và điểm C, C là 70. Tam giác ABC vuông tại A, và các em nhớ là tâm đường tròn nội tiếp tam giác nằm phía trên, đã có tung độ dương, cho nên dễ dàng đoán nhận ra ngay điểm A phải nằm phía trên. Tam giác này tam giác vuông, Y là tâm đường tròn nội tiếp tam giác mà Y có tung độ dương, cho nên Y phải nằm, cái điểm A phải nằm phía trên. Y là, nhá, tam giác ABC vuông tại A, B trừ 3, C 30, C 70. Bán kính đường tròn nội tiếp cái tam giác ABC này bằng 2. Thầy không vẽ vào đây nữa để cho nó khỏi rối hình. Đấy, mà có lẽ vẽ vào đây cũng được, tí thầy sẽ xóa. Nhưng vẽ đây thì nó rối quá, thôi không cần vẽ. Phải vẽ riêng ra ngoài vậy, một cái hình phụ bên ngoài. Đây là tam giác ABC. Y là tâm đường tròn nội tiếp. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác bằng 2. Đấy. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác bằng 2 nhé. Thế thì người ta yêu cầu là tìm tọa độ điểm Y. Thế thì cách làm như sau. Bây giờ thầy gọi Y có tọa độ là AB. Gọi điểm Y có tọa độ AB. Nhiệm vụ của chúng ta phải đi tìm AB. Vậy AB là bao nhiêu? Khai thác giả thiết thứ nhất, bán kính đường tròn nội tiếp tam giác bằng 2 nha. Nhắc lại, bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác chính là khoảng cách từ tâm tới một trong các cạnh của tam giác. Được chưa? Thế thì giả thiết cho bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC này bằng 2, cho nên chúng ta sẽ có ngay được khoảng cách từ Y xuống tới đường BC là bằng 2. Đây này, rồi vô vào đây rồi tí lại phải xóa vậy. Đấy, bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC bằng 2, cho nên khoảng cách từ Y tới đường BC là bằng 2 nhá. Vì bán kính đường tròn nội tiếp tam giác bằng 2, suy ra khoảng cách từ điểm Y tới đường BC. Đấy, mà đường BC thì thực chất nó chính là khoảng cách từ Y tới OX đấy. Chính là khoảng cách từ điểm Y tới OX. Và dễ thấy là nó bằng 2. Đây là giả thiết tròn. Như vậy, đoạn này bằng 2
Vậy thì tung độ điểm Y bằng bao nhiêu? Gióng vuông góc sang đây. Tung độ điểm Y là anh này. Anh này có số đo bằng anh này. Mà anh này ta vừa tính bằng 2, giả thiết cho bằng 2. Cho nên ta có ngay tung độ điểm Y bằng 2. Tức là B của chúng ta bằng 2. Nha. Suy ra B bằng 2. Tức là điểm Y có tọa độ A 2. Đấy. Y có tọa độ A 2. Và thầy nhắc lại, nó chỉ xảy ra một trường hợp thôi. Giả thiết cho là tung độ điểm Y dương, cho nên bắt buộc Y phải nằm phía trên trục hoành. Vậy thì chỉ có một cái tam giác ABC nằm phía trên thôi, không có trường hợp dưới. Cho nên lúc này yên tâm là tung độ điểm Y chỉ có một trường hợp là bằng 2. Như vậy ta đã xác định được tung độ điểm Y bằng 2 rồi, còn hoành độ điểm Y là bao nhiêu? Tức là phải đi tìm A. Bây giờ cái khó khăn nhất của chúng ta là phải tìm A. Thì có nhiều cách tìm A, nhưng có lẽ thầy sẽ chọn cách đơn giản nhất như sau. Để tìm hoành độ A của cái điểm Y này ta sẽ làm như sau. Bây giờ thầy lại bỏ cái bán kính đường tròn này đi, bỏ cả cái đường tròn này đi để làm cho nó thoáng. Các em để ý, giả thiết cho tam giác ABC vuông tại A, cho nên cái đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC sẽ có đường kính là BC. Thầy sẽ sử dụng cái đường tròn ngoại tiếp này để tính toán. Nha. Nhắc lại, do tam giác ABC vuông tại A, cho nên tồn tại một cái đường tròn ngoại tiếp tam giác này có đường kính chính là BC và trung điểm chính là và tâm chính là trung điểm của đoạn BC. Tâm này về ký hiệu là tâm H. H của chúng ta sẽ có tọa độ trung điểm của BC tức là 20. Đấy. Thế thì dựa vào cái đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC này, chúng ta sẽ tính toán ra hoành độ của điểm Y nha. Tức là tìm ra A này. Trước tiên, cái đường tròn ngoại gọi C là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC nha. Ngoại tiếp tam giác ABC. Thế thì khi đó C có tâm là H20. Tâm H20 chính là trung điểm của BC đấy. Suy ra C có tâm H20. Thầy nhắc lại một lần nữa, tâm H20 chính là trung điểm của BC. Và bán kính đường tròn này là HB, HC và HB bằng 5. Cả cái đoạn này bằng 10 cho nên đoạn này bằng 5. Bán kính HB bằng HC và bằng 5. Tiếp tục. Sau đó thầy gọi AI là giao điểm của AI này. AI này với cái đường tròn C này. Nhá. AI với đường tròn C, cái giao điểm này thầy sẽ gọi là giao điểm D đi. Gọi D là giao điểm của AI với đường tròn C. Chúng ta sẽ tính được tọa độ điểm D và chúng ta sẽ phát hiện ra được một điều hết sức thú vị. Nha. Tiếp tục. Gọi D là giao của AI với lại đường tròn C. Ta xem điều gì xảy ra. Các em nhớ Y là tâm đường tròn nội tiếp, mà nội tiếp tam giác ABC, mà tâm đường tròn nội tiếp thì là giao của các đường phân giác. Nhớ chưa?
tâm đường tròn nội tiếp là giao của các đường phân giác. Thế thì Y là tâm đường tròn nội tiếp, cho nên AI là đường phân giác. Thế thì chúng ta phát hiện ra một điều như sau: AI là đường phân giác cho nên hai góc này bằng nhau, hai góc này bằng nhau cho nên dẫn đến hai cung BD và CD bằng nhau. Đấy, góc hai góc này chắn hai cung BD và CD. Cái hai góc này bằng nhau thì hai cung bị chắn là bằng nhau. Nhé. Hai cung BD và DC bằng nhau thì dẫn đến hai dây cung BD và CD cũng bằng nhau. DB bằng DC tức tam giác DBC cân tại D. H là trung điểm của BC, cho nên H chính là DH phải vuông góc với lại DH phải vuông góc với lại BC. À, DH vuông góc với BC, cho nên hoành độ điểm D chung với hoành độ điểm H. Nhá, nhớ H của chúng ta là 20, như vậy hoành độ điểm D là 2. Còn tung độ điểm D, tung độ điểm D bằng bao nhiêu? Dễ thấy, DH có số đo bằng DH có số đo bằng 5. DH ở đây chính là bằng HB. Nhá, tam giác BDC vuông tại D. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. H là trung điểm cho nên DH là trung tuyến. Đường trung tuyến trong tam giác vuông bằng một nửa cạnh huyệt. Đúng chưa? Cho nên DH bằng HB, cho nên DH có số đo bằng 5. DH có số đo bằng 5 mà D nằm phía dưới trục hoành, cho nên điểm D có tung độ bằng âm 5. Nhá. Đấy. Thế thì gọi D là giao điểm của đường AI với lại đường tròn C ngoại tiếp tam giác ABC, suy ra điểm D có tọa độ 2 âm 5. Thầy giải thích lại một lần nữa tại sao D là 2 âm 5. Khi chúng ta gọi D là giao của AI với đường tròn C ngoại tiếp tam giác ABC thì chúng ta thấy như sau: cái đường AI này nó chính là đường phân giác của cái góc A. Thế thì hai góc này bằng nhau, cho nên hai cung bị chắn DB và CD bằng nhau. Hai cung CD và BD bằng nhau thì dẫn đến hai dây cung DB và DC bằng nhau. Tức tam giác BDC cân tại D, mà H là trung điểm cạnh đáy, cho nên DH vuông góc với cạnh đáy BC. Như vậy, hoành độ điểm D trùng với hoành độ điểm H, hoành độ điểm H là 2. Và chúng ta có số đo của DH bằng số đo của HB bằng số đo của HC và bằng 5. Số đo DH bằng 5, nhưng D nằm phía dưới trục hoành, cho nên điểm D có tung độ bằng âm 5. Được chưa? Xong D 2 âm 5. Rồi. Và ở đây các em sẽ thấy một điều vô cùng quan trọng. Thầy sẽ chỉ ra cho các em thấy là đoạn DB bằng đoạn DI. Đấy. DB bằng DI. Và ta có DB bằng DI. Tại sao DB bằng DI? Để giải thích điều này nó cũng khá đơn giản thôi. Nhá. Tại sao DB bằng DI? Thì các em để ý này. Thầy nối B với I. Thầy đang giải thích tại sao DI bằng DB đấy. Thầy nối I với B, tạm thời vẽ nét đứt để cho khỏi rối. Thế thì cái đường BI này nó là đường phân giác của cái góc ABC. Đấy, tâm đường tròn nội tiếp là giao của các đường phân giác. Thế thì tại sao DI bằng DB? Thầy sẽ chỉ ra tam giác DBI hay là BDI cũng vậy, cân tại D, vì hai góc này nó bằng nhau. Nhá, để các em để ý này.
Để ý nhá, cái góc này thầy tạm thời ký hiệu góc này là I1. Để giải thích tại sao là DB bằng DI đấy, thì bây giờ cái góc I1 sẽ bằng góc này thì ký hiệu là góc này là A1, góc này là A1 và góc này là B1. Thế thì cái góc I1 này chẳng qua là bằng góc B1 cộng góc A1. Vì sao? Thì rất đơn giản này. Đây, góc bên này nhé. Góc này cộng với góc A1 cộng với góc B1 bằng 180 độ. Tổng 3 góc trong một tam giác bằng 180 độ. Đấy. Thế thì góc này cộng với góc này cũng bằng 180 độ. Mày hiểu không? Nhắc lại nhé, ba góc này góc A1, B1 và cái góc này tổng của nó bằng 180 độ. Thế thì góc này cộng với góc này cũng bằng 180 độ. Vậy thì chứng tỏ góc này bằng góc này. Vì góc này nó bằng 180 độ trừ hai góc này. Đúng chưa? Rồi. Cái thứ hai, bây giờ cái góc này chúng ta tạm gọi là góc góc này chúng ta tạm gọi là góc ký hiệu là IBD đi, hay là đây là cả cái này là B3 đi, góc B3. Cái góc B3 này các em để ý nhé, B3 nó bằng này, đây. Thầy ký hiệu cái góc này là góc B2. B3 là cái gì? Đây phải tách ra như thế này vậy thôi. Đây nhá, cái góc này là góc B3 này, góc này là góc B2 này, góc trên này là góc B1 này. Thế còn cái góc, thầy đang cần tính cái góc IBD này, đành phải để như thế này. Góc IBD nhá. IBD tức là cái góc này này, góc này. Thì cái góc này có số đo bằng B2 cộng B3 bằng góc B2 cộng với góc B3. Đấy. Thế mà B2 thì lại bằng B1. B2 bằng B1 bởi vì cái đường BI này nó là đường phân giác. Cho nên B2 này bằng B1. Đấy. Thế còn cái góc B3 này, góc B3 này bằng góc A1. B3 bằng góc A1. Vì sao? Góc B3 chắn cung CD mà góc A1 chắn cung BD. Cung BD bằng cung CD, cho nên chứng tỏ góc B3 bằng góc A1. Đấy. Nhắc lại, góc B3 chắn cung CD, góc A1 chắn cung BD mà cung BD bằng cung CD, cho nên góc B3 bằng góc A1. Như vậy cái góc I1 này bằng góc I1 này bằng B1 cộng A1. Cái góc IBD tức là cái góc này cũng bằng góc B1 cộng A1. Chứng tỏ hai góc I1, góc I1 và góc IBD, hai góc này bằng nhau. Đấy. Vậy thì chứng tỏ rằng tam giác BDI cân tại D, cho nên chúng ta mới có DB bằng DI. Đây. DB bằng DI. Để làm được chỗ này đòi hỏi các em phải nhớ kiến thức phổ thông. Đấy. Thì DB bằng DI thì như vậy chứng tỏ DB bằng DI cụ thể lúc này là bằng cái đoạn DB này có số đo nhé. Bằng luôn nhé. Tính luôn DB này. Đoạn DB điểm B biết rồi, điểm D biết rồi, cho nên số đo DB các em tính được ngay để cho kết quả luôn. DB ở đây các em sẽ tính ra được bằng căn 50. Và bằng căn 50. Như vậy, điểm D cố định này, đoạn DI bằng đoạn DB đều bằng căn 50. Chứng tỏ điểm Y phải nằm trên đường tròn đường kính bán kính tâm Y tâm D. Y này sẽ phải nằm trên đường tròn tâm D bán kính là DB.
từ đây chứng tỏ y nằm trên đường tròn. Phải đặt đây là C1, tâm D. Tâm D ở đây là 2,5. Đấy. DI nhá. Không đổi bằng DB bằng căn 50. D cố định chứng tỏ y nằm trên đường tròn tâm D. Bán kính là DB. Bán kính DB hay là DI thì cũng thế thôi, bằng căn 50. Tức y nằm trên đường tròn C1 hay là tức C1 có phương trình x trừ 2 tất cả bình cộng với y cộng 5 tất cả bình bằng r bình, tức là bằng 50. Thế y nằm trên đường tròn C1 này thì thay tọa độ của y vào đây phải thỏa mãn. Thay tọa độ của y phải thỏa mãn. Mà y của chúng ta lúc này đang là A2. Cho nên từ đây suy ra thay tọa độ điểm y vào đây, thay x bằng a, thay y bằng 2. Đấy. Nhắc lại một lần nữa, do y nằm trên đường tròn C1 cho nên thay tọa độ điểm y vào phương trình của C1 nó phải thỏa mãn, tức là ta được phương trình này. Chuyển vế chúng ta có a trừ 2 tất cả bình bằng là chỗ này là 49 chuyển sang bên này còn 1, dẫn đến a trừ 2 bằng cộng trừ 1. Từ đây chúng ta có hai giá trị của a bằng 3 hoặc a bằng 1. Ứng với hai giá trị của a, thay vào đây đây chúng ta sẽ được hai tâm y. Từ đây suy ra điểm y có tọa độ 3,2 hoặc điểm y có tọa độ 1,2. Về hình ảnh các em sẽ thấy đây là thầy vẽ a ở góc bên này, có thể a nó ở góc bên này, ta sẽ được một tâm y nữa. Như vậy thầy đã giải quyết xong câu 7b ý thứ nhất. Đây là một đề thi không dễ nhưng cũng không quá khó. Đấy. Đòi hỏi các em nhớ kiến thức lớp 8 về góc nội tiếp trong một đường tròn là các em có thể tính toán được. Và các em nhớ là tâm đường tròn nội tiếp là giao các đường phân giác. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao của các đường phân giác. Kết thúc câu 7B ý 1.